Xin chào các con. Với chúng mình thì chắc hẳn là những phép nhân trong bảng cửu chương từ 1 cho tới 10, bạn nào cũng đã sử dụng thông thạo. Vậy thì hôm nay cô Mai Quỳnh sẽ giới thiệu tới các con một mẹo tính nhanh khi nhân một số bất kỳ với 11, 12 và 13. Cô Mai Quỳnh sẽ viết công thức và sau đó cho các con ví dụ. Nếu các con nhân một số tự nhiên có hai chữ số ký hiệu là AB với 11 thì các bạn sẽ thu được một số tự nhiên mới có 3 chữ số, gồm 3 thành phần chữ số sau đây. Số thứ nhất, thành phần vẫn là A. Ở số thứ hai, chúng ta lấy A nhân 1 cộng B. Hay nói cách khác là lấy tổng hai chữ số A và B ở vị trí của số thứ hai. Số thứ ba là B nhân 1. Tại sao nhân 1 cô lại viết? Bởi vì lát nữa cô giới thiệu đến phép nhân 12 và 13 thì các con sẽ thấy quy luật. Khi nhân AB với 12, chúng ta cũng sẽ thu được 3 thành phần. Thành phần số, chữ số đầu tiên là A. Chữ số thứ hai chúng ta lấy A nhân 2 và cộng với B. Thành phần số thứ ba sẽ là B nhân 2. Đó, chúng mình thấy quy luật chưa nhỉ? Nếu là số tự nhiên AB và nhân với 13 thì chúng ta sẽ được A nhân 3 cộng B. Đó, thành phần số thứ hai. Thành phần số thứ ba là B nhân với 3. Cô sẽ ví dụ cho chúng mình như sau nhé. Cô lấy số 15 nhân với 11. 15 nhân 11 này, thành phần thứ nhất là 1. Thành phần thứ hai là 1 nhân 1 cộng 5. Và thành phần thứ ba sẽ là 5 nhân 1. Được rồi, vậy thì cô sẽ được một số là 165. Đó. Hay nói cách khác là khi các bạn nhân một số với 11 thì chúng ta sẽ giữ nguyên số thứ nhất này cộng tổng số thứ nhất và số thứ hai thì chúng ta sẽ được số ở giữa. Được chưa? Và giữ nguyên số cuối cùng vào vị trí này. 15 nhân 12 thì sao? Thành phần số thứ nhất là 1. Thành phần số thứ hai thì chúng ta sẽ được 1 nhân 2 cộng 5. Thành phần số thứ 3 chúng ta được 5 nhân 2. Cô bắt đầu tính này. Mình có 5 nhân 2 là 10 thì chúng ta sẽ viết 0 và nhớ 1. Nhớ 1 nhá. 1 nhân 2 là 2 cộng với 5 là 7. Nhớ 1 thì là 8. Và ở đây chúng ta sẽ được 1. Ví dụ tiếp là cái 15 này, nếu nhân với 13 thì các con sẽ có thành phần thứ nhất là 1, thành phần thứ hai là 1 nhân 3 cộng với 5 và thành phần số thứ ba sẽ là 5 nhân 3. Chúng mình sẽ có kết quả như sau. 5 nhân 3, 15, chúng ta viết 5 và nhớ 1. 1 nhân 3 là 3 cộng 5 là 8 và nhớ 1 thì được 9. 1 viết 1. Kết quả của 15 nhân 13 là 195. Chúng mình thấy thực hiện dễ không nào? Còn 3 chữ số thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ làm tương tự bằng cách là cô sẽ viết công thức tổng quát cho các con. Ví dụ cô có số ABC là số có 3 chữ số. Khi nhân với 11 thì chúng ta sẽ được kết quả của một phép tính có 4 chữ số với các thành phần số như sau. A, số thứ 2 là A nhân 1 cộng với B. B nhân 1 cộng với C và C nhân 1. Khi lấy ABC nhân với 12, cô sẽ được thành phần thứ nhất là A, thứ hai là A nhân 2 cộng B, thứ 3 là B nhân 2 và cộng với C, thứ 4 sẽ là C nhân 2.
ABC nếu nhân với 13 thì cô sẽ có thành phần thứ nhất là A, thành phần thứ hai là A nhân 3 và cộng B. Thành phần thứ ba sẽ là B nhân 3 và cộng C. Thứ tư là C nhân 3. Ví dụ bằng con số cụ thể được không? Cô lấy 112, cô nhân với 11. Nào đầu tiên chúng mình sẽ có 1. Sau đó chúng mình sẽ có 1 nhân 1 cộng 1. Tiếp theo là 1 nhân 1 cộng 2. Cuối cùng sẽ là 2 nhân 1. Đúng không? Cái này là cô viết phép tính, còn sau này trong quá trình thì chúng mình sẽ nhẩm nhanh. Vậy mình sẽ được là 1 1 cộng 1 thì được 2. Này thì được 3 này. 2. Đó. 112 mà nhân với 12 sẽ bằng 1 giữ nguyên, thành phần thứ hai là 1 nhân 2 cộng 1. 1 nhân 2 cộng 2 và 2 nhân 2. Tính nhá. 1 1 nhân 2 cộng 1 thì được 3. 1 nhân 2 cộng 2 thì được 4. Và 2 nhân 2 chúng mình được 4 nữa. 112 nhân với 13. Thành phần số thứ nhất là 1. 1 nhân 3 cộng 1. 1 nhân 3 cộng 2. Bao nhiêu nữa? 2 nhân 3. Tính nhanh giúp cô nào. Chúng mình sẽ được 1, 4, 5, 6. Ồ, bây giờ cô sẽ thử một chữ số mà chúng mình không cần viết các phép tính này ra và chúng ta sẽ tính thật nhanh. Cô sẽ thử số 212 nhân với 13. Đầu tiên thành phần của chúng ta sẽ là gì nhỉ? 2. Sau đó là 2 nhân 3 và cộng với 1 thì được 7. Sau đó là 1 nhân 3 và cộng với 2 được 5. Cuối cùng là 2 nhân 3 được 6. Các con biết cách tính chưa nào? À, như vậy thì cô hy vọng rằng là khi mà các con học toán, các con sẽ tìm được những hứng thú và niềm đam mê bằng những cái câu hỏi lý thú, những mẹo tính nhanh và những bài toán vui. Xin chúc các con luôn luôn học tốt.